It could, so could Tiền Nam thế kỷ sửa hơi ảnh đế phu hải phủ tình quách phù kinh điển màn ảnh Cuộc đời của Lương Vinh Trung khiến bao phàm nữ phải vỡ mộng bởi xanh xưng tiền nam thế kỷ Sinh năm 1965 tại Hồng Kông từ nhỏ Lương Vinh Trung đã ôm mộng trở thành diễn viên nên anh quyết định thi vào học viện diễn xuất. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lương Vinh Trung đã là khách quen của các đoàn phim lớn nhờ thành tích học tập xuất sắc cùng ngoại hình hiền lành thư sinh. Lương Vinh Trung nhớ tham gia tình anh thờ cảo của Châu Tinh Trì, những ngày ở khoác bang của tôi do Châu Nhuận Phát đóng chính, mà cuộc sống thở sinh viên cũng dư giả hơn bản đồng lứa rất nhiều. Lương Vinh Trung quyết định thử sức với màn ảnh nhỏ, Chính thức đầu quân cho TVB sau khi bị Châu Tinh Trì từ chối sao vai Trúc Chi Sơn trong Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương. Nhà đài thuở ấy cực kỳ ưu ái tài tử Hòa Lương vì anh đã có tiếng tăm trong làng thế này. Thế nhưng, anh bắt đầu sở thói chảnh trẻ, yêu sách thì đang đứng ở đỉnh cao, khiến TVB bất mãn rồi chẳng thèm lang xe. Lương Vinh Trung liền đầu quân cho ATV vì không hài lòng với việc nhà đài chẳng biết trọng dụng nhân tài. Dĩ nhiên ATV rất ưu ái anh nhờ danh tiếng có từ trước đó. Tuy nhiên, dù được mái nhà mới nâng đỡ nhiệt tình, nhưng Lương Vinh Trung vẫn chẳng có được thành tựu đáng chú ý nào vì ATV kém TVB rất nhiều, rồi dần dần mở nhạt trong làng xài trí. Ngoài việc sửa thói ngôi sao, Lương Vinh Trung còn tiếng xấu khác là cái đa tình, làm nhiều cô gái phải đau khổ. Khi nhắc đến anh, chẳng phải ngẫu nhiên mà truyền thông Hồng Kông lại gọi bằng biệt danh tiền nam, thế kỷ, đệ nhất trà nam. Quách Phù Phó Minh Hiến là cô gái đầu tiên mà Lương Vinh Trung công khai hẹn hò. Phó Minh Hiến thổ ấy là thiếu nữ thờ ngây, coi trọng tình yêu nên dành hết chân thành, lẫn niềm tin cho Lương Vinh Trung. Mỗi tình 4 năm của họ, ai mà ngờ lại kết thúc vì đàn trai thanh lòng. Sau khi bỏ rơi Phó Minh Hiến, Lương Vinh Trung liền đến với Chung Lệ Kỳ. Vào thời điểm đó, Trung Lệ Kỳ là một cô gái trẻ Trung Quốc mới vào nghề đã cùng Lương Vinh Trung quay hồ sơ trinh sát 3. Đặc biệt, cả hai thường xuyên công khai tình cảm mối quan hệ rất ổn định, đã đến mức tính truyền kết hôn, người ngoài coi họ là cặp đôi kiểu mẫu trong làng giải trí. Tuy nhiên, Lương Vinh Trung lúc đó đã hẹn hò với bốn người phụ nữ khác nhau, bao gồm bạn gái Trung Lễ Kỳ, đã bên nhau 7 năm, cùng với đó là Á Hậu Hồng Kông 2004, Chu Tuệ Mẫn, rồi Chu Khải Đình và Phiên Nhĩ Minh. Ngay sau khi tin tức bùng đổ vào thời điểm đó, Lương Vinh Trung vẫn công khai rằng anh hết lòng vì Trung Lễ Kỳ, còn những người bạn gái khác giới gặp gỡ ăn uống mà thôi. Sau khi chia tay Lương Vinh Trung, Trung Lệ Kỳ chuyển hướng làm giáo viên dạy yoga và dần rời xa làng giải trí. Trung Lệ Kỳ kết hôn vào năm 2010, con gái lớn của cô mắc phải một khiếm khuyết nhiễm sắc thể hiếm gặp, các triệu chứng bao gồm động kinh, chậm phát triển và thiếu khả năng tự chăm sóc. Điều an ủi là chồng cô là một người tốt, nhân hậu và yêu thương gia đình nên dù cuộc sống gia đình khó khăn như vậy, nhưng Trung Lệ Kỳ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Dù mạnh mẽ phủ nhận nhưng cư dân mạng cũng hiểu rất rõ ràng, Lương Vinh Trung là một tên cạn bá và do đó anh ta từng được mệnh danh là tiền nam kinh điển xứ hơn cả. Suy cho cùng, tình cảm nhiều năm không phải là cứ thế mà tan biến, chỉ là sau những lần như vậy, Trung Lệ Kỳ cuối cùng không thể chịu nổi nên lựa chọn chia tay ngay lập tức theo thông tin từ báo chí truyền thông lương vinh trung và chu tuệ mẫn đã có một hành động tương tác thân mật trong xe hơn một giờ đồng hồ hai người hôn nhau không rời và chu tuệ mẫn đã tỏ ra bối rối khi bước xuống xe chu tuệ mẫn từng khóc trước giới truyền thông và nói rằng cô đã bị một tên càn bá sủng số và chỉ bắt đầu hoạt động trở lại sau khi ở ẩn một thời gian bạn trai sau này của cô là bệnh hoài an của nhóm nhạc l 2 hai người đã đính hôn được 5 năm nhưng bệnh hoài an cũng bị phát hiện ngoại tình Chu Tuệ Mẫn đã hủy đám cưới. Chồng hiện tại của Chu Tuệ Mẫn là bác sĩ tim mạch, cuộc sống có thể coi là ổn định sau khi hai người kết hôn. Cùng nhìn lại tiền nam Lương Vinh Trung, sau sự cố đó, sự nghiệp và danh tiếng của anh đều bị hủy hoại. Những năm này anh chủ yếu tham gia vào công việc hậu trường. Giờ đây người đàn ông 57 tuổi vẫn độc thân. Hiện tại đời tư của Lương Vinh Trung khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được hướng đi phù hợp với mình trong lần xuất hiện gần đây lương vinh trung cho biết anh thích độc thân và không quen sống chung với hai người